Trưa nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đã có buổi kiểm tra thực tế công tác khắc phục việc ngập úng do mưa lớn tại một số địa phương. Khu vực trọng tâm được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn tập trung chỉ đạo qua kiểm tra thực tế là tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê, khu vực từ kiệt 96 Điện Biên Phủ đến kiệt 251 Thái Thị Bôi. Đến trưa nay có đoạn vẫn ngập từ 1 đến hơn 1,5 mét. Trong địa phương cũng có hỗ trợ mì đồ đó, bánh mì bánh đồ, nhưng mà cũng có cứu bác nhân dân ra trong sáng giờ, cũng địa phương cũng tổ chức, tôi cũng tổ trưởng ở đây, nhưng cái địa bàn ở đây, cái lịch sử ở đây hồi nào giờ thì chưa thấy. Mấy năm thì mưa được vòng 2-3 tiếng đồng hồ nó sẽ rút nước, cái đợt này 99, đợt này là lớn hơn gấp mấy lần năm 99. Khu vực này có khoảng 500 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu. Do nước ngập sâu nên địa phương phải dùng xuồng vào trong để tiếp tế lương thực, thực phẩm và nước uống cho người dân. Đồng thời di chuyển các hộ dân ở khu vực nhà thấp trũng ra ngoài. Lực lượng quân sự quận cũng đã đưa 4-5 chiếc thuyền xuồng vào trong để mà hỗ trợ cho người dân. Sáng hôm nay thì cũng đã cứu trợ khoảng hơn 5-1 bánh mì cũng như là nhiều thùng mì tôm cũng như nước sạch vào trong, gõ từng nhà để mà cứu được kịp thời cho người dân. Người già, người yếu thì cũng sáng hôm nay cũng đã đưa quận phường cũng đã phối hợp đưa ra một số hộ dân đưa ra rồi. Những cái vật cập sau thì trong đêm tối hôm qua cũng đã sơ tán. Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn yêu cầu quận Thanh Khê chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan đến để xử lý ngập úng khu vực này trên tinh thần nhanh nhất để ổn định cuộc sống người dân. Giao công ty thoát nước và xử lý nước thải phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều động máy bơm để xử lý thoát nước cho khu vực này. Quận Thanh Khê huy động lực lượng tại chỗ, dùng xuồng cứu hộ đến từng nhà người dân bị ngập úng để nắm rõ tình hình, kịp thời có giải pháp hỗ trợ phù hợp cho người dân. Ngành môi trường có kế hoạch dọn dẹp ngay sau khi nước rút. Ngành y tế tập trung khử khuẩn, không để phát sinh dịch bệnh tại khu vực. Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đã kiểm tra thực tế và chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại các quận Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn.